Ủy viên múa Phạm Ngà đã thay mặt nghệ sĩ Hoài Linh đáp trả lại bà Nguyễn Phương Hằng và cho rằng ông Võ Hoàng Yên là một người tốt, lương thiện, nên ông Võ Hoàng Yên mới đem 17 tỷ này trả cho bà Nguyễn Phương Hằng. Và diễn viên múa Phạm Ngà cũng cho rằng là bà Nguyễn Phương Hằng đã đem xe cẩu đến chùa và phá chùa. Những sự việc này có đúng như vậy hay không? Hay là những tin này chỉ là tin đồn đoán? Xin mời tất cả quý vị hãy cùng theo dõi những thông tin mới nhất nhé! Nghệ sĩ múa Phạm Ngà bên vực Hoài Linh tung bằng chứng bà Phương Hằng cho xe cẩu đến phá chùa. Nghệ sĩ múa Phạm Ngà lên tiếng bảo vệ Hoài Linh trước những lời chỉ trích của bà Phương Hằng. Vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng, vợ đại gia Huỳnh Y Dũng tố ông Võ Hoàng Yên lừa đảo 200 tỷ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Sự việc ngày càng leo thang khi bà Phương Hằng thẳng thừng nhắc đến tên hàng loạt các nghệ sĩ Việt không dám đứng ra tố cáo hành vi lừa đảo của ông Võ Hoàng Yên. Ngoài ra, bà Phương Hằng cũng không ngần ngại tuyên chiến với nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh vì có liên quan đến ông Võ Hoàng Yên nhưng không đứng lên vạch tội. Chưa dừng lại ở đó, trong một buổi livestream gần đây, bà Hằng không ngần ngại lôi chuyện hầu đồng của Hoài Linh ra để nói, trong khi nam nghệ sĩ vẫn giữ im lặng. Thì mới đây, nữ nghệ sĩ múa Phạm Ngà đã có động thái lên tiếng bảo vệ đàn anh khi cho rằng Hoài Linh không làm gì sai để chỉ trích như thế. Theo lời của Phạm Ngà, hầu đồng nay đã được UNESCO công nhận là nghệ thuật phi vật thể rồi nhé. Bà không hầu đồng, nhưng bà mê trai rải tiền cho nhà trai mấy trăm tỷ. Bà mê tính đủ thứ đấy, giờ bà tự cao, cao bao nhiêu, té đâu bấy nhiêu. Chưa dừng lại ở đó, trưa ngày 5 tháng 5, Phạm Ngà tiếp tục đăng đàn tố cáo bà Phương Hằng cho xe cẩu đến phá chùa từng được ông Yên hiến đất xây dựng. Xưa nay chưa có bà Hằng thì chùa đã được nhân dân đóng góp xây dựng lâu rồi. Mỗi ngày 3 bữa cơm chay miễn phí, bốc thuốc cứu người. Từ khi bà Hằng tới chỉ trùng tu chứ không phải xây dựng. Không phải tiền của một mình bà Hằng cúng mà tiền cúng xây chùa của bá tánh các bạn ạ. Vậy mà bà Hằng tới làm loạn. Bài đăng của Phạm Ngà nhanh chóng nhận được sự chú ý của khán giả. Có người bày tỏ sự không hài lòng về hành động của bà Hằng. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến hoang mang về tính thực hư của câu chuyện, nhất là những bức ảnh mà Phạm Ngà đăng đàn bốc phốt có thật sự là xe của bà Phương Hằng đưa đến hay không. Còn quý vị thì có những suy nghĩ như thế nào? Ai biết về những sự việc này thì quý vị vui lòng để những bình luận của mình phía bên dưới để cho mọi người cùng nhau biết, cùng nhau tham khảo nhé quý vị. Và điều thứ nhất là bà Nguyễn Phương Hằng này đã có thật sự đem xe cẩu lại là phá chùa hay không? Và cái thứ hai là những chùa này được bà Nguyễn Phương Hằng trùng tu lại hay bà Nguyễn Phương Hằng đã bỏ tiền ra để xây chùa như vậy? Xin quý vị nào đang ở gần đây và biết những thông tin này chính xác, quý vị vui lòng để những bình luận của mình phía bên dưới để mọi người cùng nhau biết về những câu chuyện này. Và quý vị lưu ý rằng là khi chúng ta bình luận ở phía bên dưới của kênh thì quý vị vui lòng đừng bình luận quá tục tiểu, quá thô, quá tục, thưa quý vị. Thí dụ như những lời là chửi bới, những lời tục tiểu đó thì chúng ta hạn chế không nên. Vì vậy là thường là có một số anh chị em cũng đã bị xóa những bình luận này. Quý vị bình luận tục tiểu thì tự động kênh nó cũng đã xóa thôi chứ không phải là người xóa nha thưa quý vị. Thường thường một số anh chị em khi bình luận xong đã thấy những bình luận của mình đã bị xóa thì bắt đầu vào kênh bắt đầu sẽ nói xóa bình luận của tôi này kia đâu. Thật chất là trên kênh Chuyện Quê Tôi không bao giờ xóa những bình luận của ai. Và đó chính là quý vị phạm vào nguyên tắc cộng đồng và bắt đầu sẽ kênh YouTube sẽ bắt đầu sẽ quét và sẽ xóa của bạn. Và những bạn đã bị xóa như vậy thì sau này mình muốn phát triển một cái kênh YouTube của mình cũng rất là khó thưa quý vị, vì YouTube nó sẽ là lưu trên đó rằng là những ai những cái nickname nào đã từng vi phạm như vậy thì sau này mình muốn phát triển kênh cũng rất là khó. Và thậm chí đôi khi mình ngủ một đêm sáng ngày có thể Gmail của bạn cũng đã bị mất. Và thường xuyên là trên kênh Chuyện Quê Tôi luôn luôn tặng cho quý vị một tim. Đó, quý vị vào bình luận thì luôn luôn tặng tim cho tất cả quý vị. Đó là một điều rất tốt cho quý vị. Khi mà sau này quý vị muốn phát triển kênh thì quý vị càng được nhiều tim thì quý vị kênh của bạn thì càng được phát triển mạnh hơn. Đó là những kênh YouTube khác người ta cũng đã thường như vậy. Và lưu ý rằng đừng bao giờ bình luận thô tục như vậy nhé. Rồi giờ đây chúng ta cùng nhau
tiếp tục nghe lại câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng nhé, thưa quý vị. Và nghệ sĩ Phạm Nga cũng cho rằng là ông Võ Hoàng Yên vô cùng tốt bụng khi đã đem số tiền 17 tỷ này trả lại cho bà Nguyễn Phương Hằng. Và bà nghệ sĩ múa Phạm Nga cho rằng là nếu là bà không bao giờ trả lại những số tiền này. Bây giờ câu chuyện như thế nào, xin mời tất cả quý vị hãy cùng theo dõi. Diễn viên múa Phạm Nga đưa ra lời thách thức với bà Phương Hằng, khen Võ Hoàng Yên quá tử tế lịch sự. Ông Yên quá tử tế lịch sự trả lại phần còn lại 16 tỷ cho là may đấy, phải tôi á, còn lâu. Diễn viên múa Phạm Nga lên tiếng bên vực ông Võ Hoàng Yên. Bức ảnh chụp lại giấy nợ của ông Võ Hoàng Yên viết cho bà Nguyễn Phương Hằng, vợ ông Dũng Lò Vôi, sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của dư luận. Có nhiều người chúc mừng chiến thắng bước đầu của bà Nguyễn Phương Hằng, nhưng cũng có người chỉ trích bà chủ Đại Nam lên tiếng bênh vực ông Võ Hoàng Yên, chẳng hạn như diễn viên múa Phạm Nga. Cô cho rằng, về nguyên tắc từ thiện thì cho đi rồi, không có quyền đòi lại, và ông Võ Hoàng Yên quá tử tế lịch sự khi trả lại phần còn lại. Đồng thời, cô cũng khẳng định nếu cô rơi vào trường hợp này, cô chắc chắn sẽ không làm như vậy. Về nguyên tắc từ thiện cho đi rồi, không có quyền đòi lại. Còn ông Yên quá tử tế lịch sự trả lại phần còn lại 16 tỷ cho là may đấy. Phải tôi á, còn lâu, Phạm Nga nói. Bên cạnh đó, cô cũng cho rằng đây là bằng chứng thép cho thấy ông Yên khai báo sự thật trên công an, thách thức bà Phương Hằng đưa ra bằng chứng ông Yên lừa gạt 270 tỷ đồng. Phạm Nga bức xúc. Đây là bằng chứng thép cho thấy ông Yên khai báo sự thật trên công an số tiền từ thiện, còn lại 16 tỷ thì trả. Vậy bà tố người ta 270 tỷ đâu, bà dơ cái giấy 270 tỷ hộ cái. Còn ông Yên lên cơ quan là đúng mong muốn của ông ta, chứ ông ấy không thèm lên mạng bù lưu bù loa như bà. Ông ta lên để tường trình sự việc, chứ ông ấy tường trình xong sẽ tố cáo ngược lại bà hành vi vu khống hãm hại danh dự suốt thời gian qua. Ai lừa bà tự cho, tự tặng, bây giờ đòi tố 270 tỷ cho xin giấy 270 tỷ với. Giấy từ thiện chuyển ngân hàng 270 tỷ đâu, suốt ruột nữa. Đây không phải là lần đầu tiên Phạm Nga thẳng thừng chỉ trích vợ đại gia Dũng Lò Vôi. Trước đó, cô cũng tung ra bằng chứng bà Hằng cho xe cẩu đến phá chùa, từng được ông Võ Hoàng Yên hiến đất xây dựng. Hay lên tiếng bảo vệ nghệ sĩ Hoài Linh khi thấy đàn anh bị bà Phương Hằng chỉ trích về việc lên hầu đồng. Hầu đồng nay đã được UNESCO công nhận là nghệ thuật phi vật thể rồi nhé. Bà không hầu đồng nhưng bà mê trai rải tiền cho nhà trai mấy trăm tỷ. Bà mê tính đủ thứ đấy. Giờ bà tự cao, cao bao nhiêu, té đầu bấy nhiêu, Phạm Nga nói. Quý vị và các bạn cũng đã vừa xem xong bản tin về sự việc bà Nguyễn Phương Hằng và nghệ sĩ múa Phạm Nga. Quý vị hãy nhớ để những bình luận của mình phía bên dưới, hoặc có thể quý vị đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để cùng nhau theo dõi những câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Võ Hoàng Yên sẽ có hồi kết như thế nào nhé, thưa quý vị. Và giờ đây trên kênh Chuyện Quê Tôi cũng xin được gửi đến toàn thể quý vị và các bạn một lời chúc tất cả quý vị có một ngày thật là nhiều may mắn và thuận lợi trong công việc, làm ăn luôn phát tài. Và một điều quan trọng nữa, khi quý vị ra đường hãy nhớ mang khẩu trang nhé, thưa quý vị. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý vị nhé.